các bạn. Chiếc xe màu đỏ này nè các bạn, ở phía sau làm giống như là một chiếc xe bán tải nha các bạn. Ồ, các bạn thấy không? Ồ, quá tuyệt vời luôn các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn luôn các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh Phạm Vũ Vlog 67 luôn các bạn. Nè, đây là những chiếc xe siêu xịn sò luôn các bạn ơi. Đó, có cả trực thăng luôn các bạn. Và xe đua luôn nha các bạn. Đó, xe đua các bạn ơi. Đây, xe đua trực thăng luôn các bạn ơi. Đó, xe ô tô hình trong suốt luôn nè các bạn. À, có cả xe đầu kéo luôn các bạn ơi. Đó, xe đầu kéo và xe tăng biến hình luôn nha các bạn. Đó, đây, một chiếc xe bút cát các bạn. Một chiếc xe múc cát luôn các bạn ơi. Còn phía đây các bạn, phía đây là một chiếc xe ben các bạn, một chiếc xe ben điều khiển các bạn ơi. Xe múc cát điều khiển luôn nha các bạn. Đây, một chiếc container các bạn. Còn đây, một chiếc xe cảnh sát luôn các bạn ơi. Còn đây, một chiếc xe 6 chỗ rồi các bạn, một chiếc xe 6 chỗ siêu đẹp và siêu xịn sò luôn các bạn ơi. Oh, quá đẹp luôn các bạn, quá tuyệt vời. Đây, đây, hôm nay thì chúng ta có 4 chiếc xe mới luôn các bạn. Oh, hôm nay chúng ta có 4 chiếc xe mới luôn, một bộ xe mới luôn các bạn, một bộ xe bán tải luôn nha các bạn. Oh, một bộ xe bán tải, vượt địa hình luôn các bạn, bánh khá to luôn các bạn. Oh, để mình tháo ra luôn các bạn, mình sẽ tháo ra cho các bạn xem luôn các bạn. Đó. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ồ, quá tuyệt vời không các bạn, quá đẹp luôn các bạn ơi. Ồ. Ồ, quá tuyệt vời. Đây, mình sẽ tháo ra cho các bạn xem luôn các bạn. Quá tuyệt vời không các bạn, quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Xe 4 chiếc 4 màu luôn các bạn. Ồ, 4 chiếc 4 màu luôn các bạn ơi. Đó, chiếc đầu tiên này các bạn. Quá, chiếc đầu tiên bánh siêu to siêu đẹp luôn các bạn ơi. Cái bánh này các bạn, bánh khá mềm dẻo luôn các bạn ơi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá là tuyệt vời. Xe chạy địa hình nha các bạn, xe này chạy địa hình nha các bạn, bánh khá to luôn các bạn. Bánh khá to và khá đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, để coi xe này có động cơ gì không các bạn ơi. Xe này có động cơ nha các bạn. Xe vượt địa hình có động cơ nha các bạn. Ghê không các bạn. Bánh màu xanh khá đẹp luôn các bạn ơi. Ồ, bánh màu xanh khá đẹp và siêu xịn sò luôn nè các bạn. Ồ, thấy không các bạn, xe màu xanh nè, xe màu xanh, bánh màu xanh, cầm màu đỏ nha các bạn. Ồ, xe màu xanh, bánh màu xanh và cầm màu đỏ luôn các bạn ơi. Quá đẹp luôn các bạn. Ồ, đây một em đầu tiên. Ồ, động cơ siêu mạnh mẽ luôn các bạn ơi. Chiếc thứ hai, một chiếc màu đỏ các bạn. Một chiếc màu đỏ luôn các bạn ơi. Một chiếc màu đỏ nè, quá đẹp luôn các bạn ơi. Một chiếc màu đỏ nè các bạn. Quá tuyệt vời không các bạn. Đây các bạn ơi, một chiếc màu đỏ nè các bạn, quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nó quá tuyệt vời. Đây có vậy gì các bạn, quá đẹp luôn không các bạn. Động cơ như êm tay luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Đây, có cả cái cản ở trước này các bạn. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời không các bạn. Xe quá xịn sò luôn các bạn ơi, quá đẹp luôn nè các bạn.
Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Xe này chạy bằng động cơ dây thiều nha các bạn. Đẩy tới sẽ chạy các bạn. Đẩy tới sẽ chạy luôn các bạn ạ. Xe màu đỏ nha các bạn. Xe màu đỏ các bạn. Bánh màu đỏ các bạn. Cầm màu đen. Và sườn cũng màu đen luôn các bạn ạ. Quá tuyệt vời các bạn. Tiếp theo đây, một chiếc xe màu tím các bạn ạ. Một chiếc xe màu tím này các bạn ạ. Một chiếc xe màu tím khá đẹp nha các bạn. Đây các bạn, những chiếc xe vượt địa hình nha các bạn. Quá đẹp nè các bạn ạ. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn nè các bạn. Đẹp các bạn, đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Chiếc xe màu tím này quá đẹp nè các bạn. Xe màu tím nè, bánh cũng màu tím luôn, vỏ màu tím nè, cái cầm thì màu xanh nha các bạn. Cầm màu xanh luôn các bạn ơi. Quá đẹp, quá tuyệt vời, quá xịn sò luôn các bạn. Xe này động cơ nhẹ mà êm tay nè các bạn, chỉ cần đẩy nhẹ thôi. Quá tuyệt vời. Đây các bạn, chiếc xe màu đỏ này nè các bạn, ở phía sau làm giống như là một chiếc xe bán tải nha các bạn. Xe bán tải, xe bán tải mini nha các bạn. Xe bán tải mini vượt địa hình các bạn. Làm giống kiểu xe bán tải nha các bạn. Một chiếc xe bán tải luôn các bạn. Xe màu đỏ nó quá đẹp luôn các bạn. Có vai găng trên đầu vàng vàng đây các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Đây ba chiếc các bạn. Ba chiếc nào cũng xịn sò, cũng đẹp chân các bạn ơi. Tuyệt vời không các bạn. Đây chiếc cuối luôn các bạn, một chiếc màu cam các bạn. Một chiếc màu cam nha các bạn. Chiếc xe này chiếc màu cam này các bạn. Quá tuyệt vời, quá đẹp luôn các bạn. Một chiếc màu cam này các bạn. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn nha các bạn. Chiếc màu cam này các bạn. Quá tuyệt vời. Đó, thấy đẹp không các bạn? Chiếc màu cam này quá đẹp luôn các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây một chiếc màu cam quá là xịn sò nha các bạn. Xe màu cam này các bạn. Bánh vỏ màu cam nè, cầm thì màu xanh nha các bạn. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Cái sườn thì lại màu đen nha các bạn. Quá động cơ quá là xịn sò, quá tuyệt vời luôn các bạn. Bốn chiếc này chặt chạy nghe êm tai lắm nha các bạn. Quá tuyệt vời, quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời không các bạn? Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời, quá đẹp các bạn ơi. Nè, bốn chiếc nha các bạn. Bốn chiếc các bạn. Chúng ta có bốn chiếc này các bạn. Bốn chiếc quá đẹp luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Leo luôn các bạn.
quá tuyệt quá. Xe này chạy dữ lắm luôn nha các bạn, leo lên luôn các bạn. Xe leo luôn. Leo lên các bạn. Đó, leo luôn các bạn, thấy các bạn thấy không? Quá tuyệt vời luôn các bạn. Quá đẹp luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Video mình đến đây cũng kết thúc luôn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Thấy 12 gì cho mình xin một like và đăng ký kênh nha các bạn. Để ủng hộ kênh mình các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây, tạm biệt tất cả các bạn luôn.